đơn 5 tủ các bạn. Ok, giờ sẽ ghi mã lên nha. Đợi chút bên vận chuyển có lấy. Ok, chiều nay thì mình sẽ test cái bộ nguồn thủy lực nè. Tại có một khách đang muốn mua nha. Mình test cái bộ nguồn thủy lực 24V này. Và ngày mai mình có hẹn đi lấy một bộ nguồn thủy lực 12V nha. Công suất cao hơn cái này. Cái này thì công suất cỡ 2-3 tấn ha. Cây này 2-3 tấn nè. Nhưng mà cái cây mình ngày mai đi lấy 12V đó, nó cỡ cái cây 20 tấn kia kìa. Ok, chiều mình test nha. Chiều mình bỏ cái dàn nằm qua một bên ha. Mình chỉ gắn rờ le thôi, đấu công tắc. Ví dụ như bật lên bật xuống mà on off ha, để khách dễ xài. Đó, mọi chức năng khác thì để tính sau. Nhưng mà cơ bản thì khách chỉ xài như vậy thôi các bạn. Ok, xong, có rất là kỹ luôn đó nha. Cái đơn này thực sự anh khách quen, mình vệ sinh luôn các bạn, vệ sinh luôn nha. Cho nên khách nào mà bây giờ mình cũng siêng nha, cũng bớt việc so với trước đây. Mặc dù đơn nợ tồn động, đơn delay khá là nhiều. Chiều nay mình lấy một cây ra mình test nha các bạn, test cây mẫu nha. Hoặc là khách nào ôm cái lô này mình xả lại hết nha. Giá 65k một ký nha, mình thu vốn. Nha. Khách nào làm được lô này thì báo mình nha. Tí mình cũng sẽ lên một cái clip riêng. Qua tuần sau thì mình sẽ thanh lý nói chung là thanh lý gần như thanh lý hết một số mảng nha các bạn. Mình chỉ giữ lại một số mảng thôi. Tại vì sắp tới mình chuyển sang làm thủy lực nè, làm máy công cụ nè, máy công cụ như là máy xới nè, những cái máy mà liên quan tới nông dân xài các bạn. Đó. Sắp tới thì mình có dự kiến sẽ cất một cái kho thì những cái đồ lớn á, mình sẽ chuyển về kho đó nha. Kho đó mình sẽ bảo trì ha, mình sẽ bảo dưỡng, mình làm lại những cái máy công cụ như là máy xới, xe nâng, chế tạo xe nâng, chế tạo dàn thủy lực, những cái máy lớn á, máy phay, máy tiện mini, nhưng mà hàng tuyển nha. Hàng thường mình không bán nha, hàng tuyển mình bán, hàng tuyển mình mới lấy. Ok, sắp tới sẽ làm thêm một số mảng cho nó đa dạng hóa các bạn ha. Làm nói chung cũng không phải tất cả vì công việc, nhưng mà làm thì làm cho tới luôn ha, làm cho tới luôn. Chứ bản thân mình thì sáng cũng không có làm sớm các bạn. Cà phê, cà pháo các kiểu 9 giờ, có bữa 10 giờ nha. Cứ ngồi ngồi làm này làm kia, đặt hàng này nọ. Ok. Là sang tuần mình xả luôn cái dàn này các bạn. Thậm chí cái dàn tủ, cái chân tủ này luôn nha. Tại vì sắp tới khả năng khi mà di chuyển á thì cái chân tủ hơn 100kg này nè. Rất là khó. Cái này mình cũng cái này để lại nha. Cái này tùy. Tại vì hiện đại mình đang rất có hứng hàng cắt chế cháo, hàng cắt chế cháo. Cho nên khả năng mình sẽ lên luôn một cái bộ trục xoay cộng với một cái tời mini, bán trọn bộ luôn cho khách dễ xài. Hàng thép của Nhật. Cái này tháo máy Nhật ra nha. Hai cái dàn này thì qua tuần mình cũng sẽ lắp cái động cơ size 86 lớn rồi nè, lắp vô mình test cho các bạn xem nha. Test nó uống như thế nào. Mình đưa một vài mẫu con dao này mình để luôn nha. Hoặc các bạn có thể dùng tay kéo ra kéo vào con dao. Mình uống một vài cái mẫu cho các bạn xem. Xả hàng là xả hàng. Cụm này bán thì tiếc, cái máy CNC. Để thì để hoài. Thậm chí mua thêm cho nó một bộ gối để nâng cao lên. Tại vì khi chạy á các bạn, cái trục jack nó khá là ngắn, nâng cao lên. Ok. Cái tủ này to quá rồi. Mình thanh lý lại 1 triệu nha. Tủ còn mới gần như 99%. Khóa này nọ rất là ok luôn. Mới tin.
có cái chìa khóa luôn nha các bạn, có cái chìa khóa luôn nha. Còn máy này để mình lên một số cái motor nha. Lên một số motor xoay chia độ nha. Ở trên đây cũng bẻ độ, đầu bẻ độ nha, bẻ độ. Ở đây xoay mâm xoay chia độ ha. Mâm xoay chia độ. Lát mình cũng sẽ làm một vài clip mình thanh lý hết đồ trong đây nha các bạn. Nguyên một khu này thanh lý hết nha. Hay giờ làm luôn ta. Giờ mình báo luôn nha. Báo luôn cái cần cẩu các bạn. Cẩu này đã gần như đã hoàn thiện rồi, giờ xài rất là sướng rồi. Gần như đã hoàn thiện các bạn, giờ xài rất ok luôn. Bây giờ là 100kg đổ lại là nó cẩu rất là ngọt, không có vấn đề gì cả, rất sướng. Cậu rất là sướng luôn, bây giờ là khỏe cái lưng lắm luôn. Và cái này khi di chuyển sang góc 45 độ ha, xe vẫn là rất là cứng nha các bạn nha, không có hiện tượng chao hay là đảo. Di chuyển sang 45 độ, 90 độ thì mình chưa di chuyển tới nha, nhưng mà cơ bản hiện tại thì mình đã làm nó rất là cứng, rất là cứng nha các bạn. Tầm này nè, tầm 60 độ. Nói chung tầm này á, tầm 45 độ là ok. Còn làm muốn 90 độ thì mình đang định như này các bạn. Ở đây nó có một cái ống các bạn thấy, cái khung ha. À, cái khung vuông nè. À, cắt bỏ cây này cho nó chống ra nha. Nó thống chống thò ra thụt vào. Cho nó chống thì khi đó các bạn quay 360 độ luôn. Đi sang được cái cụm này, cụm này thép của Nhật các bạn, nó có luôn các bạn xem. Nó bẻ được 90 độ nha. Từ 90 độ lên 180 độ. Đó. Lên 180 độ. Và sắt thép các bạn nhìn nó dày nè. Mình định làm cái cần này nè. Nó lên xuống. Là. Làm một cái xi lanh vít me của Mỹ. Xi lanh vít me của Mỹ đẩy lên đẩy xuống. Cái cần này nó sẽ có thể hạ lên, cần nó hạ lên hạ xuống. Và khi nói ra thì cái cần này nó dài thêm được 2 tấc nữa. Cần nó dài được 2 tấc nữa. Cho nên với được ra những cái vật xa hơn. Ngày làm chút. Hơi ồn nhưng mà ngược lại thì khỏe được, 100kg đổ lại được. Ok, lạn vô đây cho mình thanh lý nha. À quên nữa, ra đó nói thì một cái cần như vậy cộng với một cái chân đế các bạn, mình thanh lý lại 500 nha, 500.
Bữa mình bán 550 nhưng mà thanh lý là 500 nha. Khách nào mua ủng hộ shop nha, về chế giống mình vậy đó. Còn cái tờ thì dễ các bạn, bây giờ các bạn cái đó các bạn mua cũng được nữa. Mua cái đó hình như mình mua 850 900 gì đó. Là tờ là các bạn cái này 500 nữa là tầm tầm 1 triệu triệu tư. Triệu tư triệu rưỡi gì đó là các bạn có một cái tờ khoảng 200 kg khỏe ru luôn. Cẩu thoải mái. Hoặc khách nào muốn muốn làm tờ điện 220 các bạn, lấy mấy con này nè. Mấy con 130 này nè, của Mitsubishi. Nha, mấy con này các bạn tờ cũng rất là tốt. Nhưng mà lấy mấy con có thắng đó nha. Ở đây mình còn không biết mấy con có thắng. Các bạn xem nha, mình khách nào cần á thì mình sẽ lựa cái có thắng đó nha. Như cái này có thắng nè. Cái này có thắng. Như cụm này có thắng, hai cụm. Mình tháo motor ra. Ok, hiện tại cái không thắng á, cái không thắng á thì cái 100W nha. Nissay Make in Japan nguyên cụm này thì mình để lại 1,2 triệu nha. Đang bán 1,3 triệu mình giảm còn 1,2 triệu. Còn mấy cái quạt hút Make in USA nè, 36V. Cái này là các bạn chế hút công nghiệp á. Các bạn biết cái này nó hút cho một cái bồn. Cái bồn mà để hút bụi xe hút bụi ngoài đường á. Đường kính khoảng 1 mét á. Nó hút rất là dữ luôn á. Bữa mình test 24V là hút như bão luôn các bạn. À, bữa mình bán cái 850 nha. Khách nào mua thì mình vệ sinh mình bán thêm một cái nha, 800. Hàng của Mỹ. À, than cái này nó chạy than là không 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 có than năm không có than vĩnh cửu nha, nó xài là xài 500 điện. 500 điện áp vào bao nhiêu thì 500 nó bấy nhiêu luôn nha. Đó, nó xài chung luôn chứ không có tách dây riêng ra. Còn cái này là mình cũng xả nha các bạn, xả hết luôn nha. Tại vì cái này thì mình không có bán chuyên. Xả lại 200 cái nha, 220 hay gì đó. Một cái như vậy thì giá bằng giá trên thị trường nha. Giá bằng giá trên thị trường. Nếu mà khách nào mua tầm 50 cái đổ lên á thì giá là 160 nha, 160. Hiện tại giá trên thị trường lẻ là 175, 180 á. Mình để lại 160. Tiền ship thì thỏa thuận á, ship thỏa thuận. Cái này các bạn một số khách là quấn lại chạy hút bụi các bạn, chạy máy hút nén khí á. Đầu hút chân không chứ, hút chân không á. Mảng này mình không làm nữa, mình xả nha. Ok, xả hàng. À, xả hàng. Cái kia xả hàng. Còn cây này thì khách nào lấy hai bộ thì mình để 450k một bộ cho chống nhà. Thật ra cái này mình định là lên nguyên vàng cụ thể hết thì mình bán. Alo. Cụ thể báo qua Zalo hay báo qua gì anh ơi? Anh báo cụ thể giùm em chứ anh hỏi chung chung gì không có. Không 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 có, không có bán, 12 không có bán. Mấy cái motor 12 mình hết hàng các bạn. Giờ này khách hỏi quá trời mà hết hàng. Ok, tí mình dọn cái khu này mình thanh lý hết cái đồ nha các bạn. Còn hai cụm hút một ti của Nhật nè. Cụm này 1,2 triệu nha, cụm dưới thì mình để có thêm một cụm nữa nha. Mình để giá 900. Mình xả hai cụm này. Còn cái này giờ thua các bạn, mình không biết cách ấy nha. Đi bãi mình sẽ tìm thêm một máy nữa mà mình tự tay mình trả ra rồi về mình làm lại. Hiện tại mình chỉ bán cái cụm này thôi. Hàng của Thụy Điển nha. Thụy Điển nguyên bộ 24V. Tí mình test nha, tí mình làm mình test. Động cơ 24V thì cũng còn mấy con các bạn.
thanh lý 300k một con nha, thanh lý cho nó còn như 4-5 con nhỏ nhỏ là xong. Cái đây nè, 1-2 nè, 3-4-5 còn luôn một con có cái có cốt tròn nè. À, một con có cốt tròn 24V 2000 vòng. À, khách nào lấy thì lấy, hàng mới chưa xài nha. Con này cũng 300 nha, xả hết 300. Con này cũng 300. Con này thì nó công suất nó cao hơn, nó lớn hơn, nhưng mà cốt nó cốt răng cưa, cốt nó cho hộp số. Mà cơ bản về khách đa phần xài khớp nối các bạn. À, xài khớp nối qua thì thoải mái, cái nào cũng được. Ok, khách nào cần gì liên hệ shop nha. Thì một bộ dầu thủy lực. Cái này để nằm kiểu nào ta? Chắc kiểu này quá. Ao. Chảy dầu các bạn ơi. Lực ngược lên chứ. Cái này cũng đang thanh lý 1.2 triệu nha, 1.2 triệu một cái. Động cơ 12-24 của Nhật, qua giảm tốc. Ok, bây giờ có cẩu rồi, mình sẽ cẩu một số cái lớn lớn nha, lên mình sẽ test cho các bạn xem nha.